quý vị và các bạn, Bộ Y tế trưa nay ghi nhận 149 ca mắc COVID-19, gồm 146 ca trong nước và 3 ca nhập cảnh. Các ca trong nước có tại Thành phố Hồ Chí Minh 94 ca, Bình Dương 32 ca, Bắc Giang 12 ca, Bắc Ninh 4 ca, Nghệ An 2 ca, Hòa Bình và Đà Nẵng mỗi tỉnh 1 ca. Trong số này, 137 ca được phát hiện ở khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa. Như vậy, tính đến 12 giờ trưa nay, Việt Nam có tổng cộng 14.117 ca ghi nhận trong nước và 1.772 ca nhập cảnh. Số ca mắc mới ghi nhận trong nước tính từ ngày 27 tháng 4 đến nay là 12.547 ca. Theo thống kê của Tiểu ban Điều trị, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, hiện có 148 bệnh nhân COVID-19 nặng, nguy kịch và 16 trường hợp phải can thiệp ECMO. Theo kết quả xét nghiệm mới nhất, đến trưa nay, Hà Tĩnh tiếp tục ghi nhận thêm 6 ca bệnh COVID-19, tất cả đều ở xã Thạch Long, huyện Thạch Hà, nâng tổng số ca nhiễm ghi nhận tại ổ dịch này lên 7 người. Trước đó, sáng nay, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hà Tĩnh đã ghi nhận một trường hợp mắc COVID-19 tại xã Thạch Long, huyện Thạch Hà. Đây là ca đầu tiên trong cộng đồng được ghi nhận kể từ ngày 16 tháng 6. Chính quyền và ngành chức năng đã lập 4 chốt phong tỏa 2 thôn Đông Hà, và Đông Hà 1 và Đông Hà 2 với gần 3.000 người. Như vậy, tính từ ngày 4 tháng 6 đến nay, Hà Tĩnh đã ghi nhận tổng cộng 98 ca mắc COVID-19. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh nhận định khoảng 80% bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn thành phố trong đợt dịch này không có triệu chứng hoặc chỉ có triệu chứng nhẹ. Điều này dẫn đến việc khó biết được ai là người mang mầm bệnh trong cộng đồng, khiến nguy cơ lây nhiễm hiện hữu xung quanh. Cụ thể, khoảng 1,3% bệnh nhân có triệu chứng nặng cần hỗ trợ hô hấp, 68% ca mắc COVID-19 không có triệu chứng. Trong khi đó, thời gian đầu phát hiện chuỗi lây nhiễm liên quan đến điểm nhóm truyền giáo Phục Hưng, 68% ca nhiễm nCoV có triệu chứng. Thành phố Hồ Chí Minh đang trong đợt bùng phát COVID-19 cộng đồng lớn nhất từ trước đến nay với 3.374 ca tính từ ngày 27 tháng 4 đến trưa nay, xếp thứ hai cả nước. Để đảm bảo hạn chế dịch bệnh bùng phát, tỉnh Quảng Ngãi quyết định thực hiện giãn cách xã hội toàn thành phố Quảng Ngãi theo chỉ thị 15 kể từ 0 giờ sáng mai ngày 29 tháng 6. Tính đến cuối giờ trưa nay 28 tháng 6, tỉnh Quảng Ngãi đã ghi nhận 41 ca dương tính với SARS-CoV-2. Điều đáng nói là có nhiều ca bệnh đã đi lại rất nhiều nơi, trong đó có thành phố. Tất cả các ca bệnh trên đều phát hiện tại thị xã Đức Phổ, nơi đang là điểm nóng của dịch COVID-19, khiến trước đó tỉnh Quảng Ngãi cũng đã thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 15 đối với toàn bộ thị xã Đức Phổ. Ngành y tế Quảng Ngãi đang tổng lực truy vết, xét nghiệm trên diện rộng ở khu vực có ca nhiễm để kiểm soát tình hình dịch bệnh. Thưa quý vị, để ngăn chặn dịch bệnh phát triển, tỉnh Phú Yên đang tăng cường năng lực xét nghiệm truy vết các trường hợp nhiễm SARS-CoV-2. Đến thời điểm này, số trường hợp cần được xét nghiệm y tế để khoanh vùng dập dịch mà ngành y tế tỉnh Phú Yên xác định được là 586 ca F1, chưa kể hơn 2.000 ca F2 mới phát hiện. Trong khi đó, số ca đã được xét nghiệm từ ngày 23 tháng 6 đến nay là gần 20.000 trường hợp. Toàn tỉnh Phú Yên hiện có hơn 116.000 trường hợp đã thực hiện giám sát y tế. Tỉnh Phú Yên đã quyết định thành lập Sở Chỉ huy Tiền phương phòng chống dịch bệnh COVID-19 và thành lập Bệnh viện giã chiến 100 giường bệnh đặt tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Đông Hòa để phục vụ công tác điều trị cho bệnh nhân mắc COVID-19. Có 148 bệnh nhân COVID-19 nặng, nguy kịch và 6 trường hợp can thiệp ECMO. Theo thống kê của Tiểu ban Điều trị, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, trong số các bệnh nhân đang điều trị thì hiện có 148 bệnh nhân nặng, nguy kịch và 16 trường hợp phải can thiệp ECMO. Theo Bộ Y tế, đến 6 giờ sáng ngày 28 tháng 6, Việt Nam đã ghi nhận tổng cộng 15.740 bệnh nhân COVID-19, trong đó có 6.319 trường hợp đã được chữa khỏi, 76 trường hợp không qua khỏi và hơn 9.000 bệnh nhân COVID-19 còn lại hiện đang điều trị theo dõi sức khỏe tại 106 cơ sở y tế, trong đó có 148 bệnh nhân nặng, nguy kịch và 16 ca can thiệp ECMO. Trong số bệnh nhân đang điều trị tập trung nhiều nhất vẫn tại các cơ sở y tế, bệnh viện dã chiến của Bắc Giang. Riêng tại cơ sở thu dung điều trị ban đầu COVID-19, Bắc Giang là 690 người. Tại bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Giang, cơ sở 2, bệnh viện đa khoa tỉnh là 513 người. Toàn bộ bệnh nhân COVID-19 của Thành phố Hồ Chí Minh đang được điều trị tại 12 cơ sở y tế trên địa bàn: Bệnh viện dã chiến Củ Chi, Bệnh viện điều trị COVID-19 Củ Chi, Bệnh viện điều trị COVID-19 Cần Giờ, Bệnh viện điều trị COVID-19 Trưng Vương,
Bệnh viện điều trị COVID-19 Phạm Ngọc Thạch, Bệnh viện Nhi đồng thành phố, Bệnh viện Nhi đồng 2, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Dã chiến thu dung điều trị COVID-19 số 1, Bệnh viện điều trị COVID-19 Bình Chánh, Bệnh viện điều trị COVID-19 Thủ Đức, trong đó nhiều nhất đến thời điểm này tại Bệnh viện điều trị COVID-19 Cần Giờ với 532 bệnh nhân, Bệnh viện điều trị COVID-19 Củ Chi với 408 bệnh nhân. Trong số các bệnh nhân đang điều trị thì hiện có 647 trường hợp âm tính từ 1 đến 3 lần với virus SARS-CoV-2. Theo thống kê của tiểu ban điều trị, trong số các bệnh nhân đang điều trị thì có 111 trường hợp nặng thở mắc oxy gọng kính, 32 trường hợp nặng nguy kịch thở máy xâm nhập, 17 bệnh nhân nặng thở máy không xâm nhập và 16 trường hợp phải can thiệp ECMO. Cùng đó, có 204 bệnh nhân đang điều trị đang tiên lượng nặng. Trong số bệnh nhân nặng nguy kịch, hiện có 114 nặng, 49 bệnh nhân tiên lượng rất nặng và 11 trường hợp tiên lượng không qua khỏi. Trong số các trường hợp can thiệp ECMO, nhiều nhất tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh với 6 ca, tiếp đến là Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương 5 ca, Bệnh viện điều trị COVID-19 Củ Chi, Bệnh viện Tâm thần Bắc Giang, Bệnh viện Phổi Bắc Giang, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh và Bệnh viện Chợ Rẫy, mỗi đơn vị có 1 ca can thiệp ECMO. Liên quan đến công tác điều trị, thời gian qua, các chuyên gia đầu ngành của nhiều lĩnh vực trong cả nước và tổ hội chẩn bệnh nhân COVID-19 nặng đã thường xuyên tiến hành hội chẩn điều trị trực tuyến bệnh nhân nặng tại các cơ sở điều trị để bàn cách điều trị tối ưu nhất cho người bệnh. Nhiều bệnh nhân nặng đã được cứu sống ngoạn mục. Hà Tĩnh phong tỏa 3.000 dân liên quan ca dương tính nCoV cộng đồng. Sáng 28 tháng 6, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hà Tĩnh công bố một ca dương tính với nCoV trong cộng đồng tại thôn Đông Hà 2, xã Thạch Long, huyện Thạch Hà. Ngay sau khi phát hiện, Hà Tĩnh đã khẩn trương lập 4 chốt phong tỏa tại hai thôn Đông Hà 1 và Đông Hà 2, gồm 628 hộ với gần 3.000 người. Ngành y tế bước đầu điều tra truy vết hơn 20 người liên quan, cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Cơ quan chức năng đã phun tiêu độc khử trùng tại trung tâm y tế và các hộ gia đình tại thôn Đông Hà 2. Ngành y tế đang tiếp tục triển khai truy vết các trường hợp liên quan và lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ người dân khu vực phong tỏa. Trước đó, ngày 25 tháng 6, nữ bệnh nhân NTT xuất hiện triệu chứng sốt, mệt mỏi. Khoảng 21 giờ 30 ngày 27 tháng 6, bà T được người nhà đưa đến trung tâm y tế Thạch Hà khám. Tại phòng khám sàng lọc bệnh nhân COVID-19, bệnh nhân được test nhanh có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Trung tâm y tế lấy mẫu xét nghiệm gửi Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật xét nghiệm PCR. Đến rạng sáng nay, bệnh nhân T có kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2. Đây là ca cộng đồng đầu tiên được ghi nhận ở Hà Tĩnh kể từ ngày 16 tháng 6. Tính từ mùng 4 tháng 6 đến nay, Hà Tĩnh ghi nhận 92 trường hợp dương tính với nCoV và có 2 ca tái dương tính nCoV từ Bắc Giang trở về.